Bao nhiêu bạn sinh ra giống như cốc nước này, giơ tay lên cho cô Lanh xem được không nào? Rồi. Và khi bắt đầu trên hành trình, sinh ra rồi một vài ngày tuổi, một vài tháng tuổi, các con có nhận được nhiều lời khen không? Rồi khen như nào? Nào, khi các bố mẹ sinh ra con, các bố mẹ khen con như nào? À, đẹp trai, ngoan thế, trắng thế, thông minh thế, đúng không? Rồi 1-2 tuổi chập chững biết đi, đi cứ ngã, giấm ngã rụi nhưng mà vẫn khen là gì? Giỏi thế. Có bố mẹ nào ở đây mà khi con tè cũng khen không? Hả, à, bố mẹ giơ tay lên được không ạ? Đấy, tè giỏi cũng được khen đấy con ạ. Thế có bố mẹ nào ở đây khi con ị giỏi cũng được khen không? Cũng được khen luôn đúng không? Đấy, rồi cười chẳng có cái răng nào nhưng mà làm sao? À, vẫn tươi thế, xinh thế, vẫn được khen đúng không? Đấy, được khen liên tục cho đến khi khoảng 4 tuổi. 4 tuổi các bố mẹ nha. Thì lúc đấy cái đứa trẻ một ngày cười 400 lần. Một ngày đứa trẻ cười 400 lần. Bởi vì luôn luôn nhận được cái tình yêu thương, sự tưới mát, cái trường năng lượng tích cực từ những người xung quanh mình. Và với cái cốc nước này thì trồng cái gì nó cũng lên, trồng cái gì nó cũng lên luôn ấy ạ. Nhưng bắt đầu hành trình đi học chữ và bắt đầu hành trình vật lộn với nhau, đúng không? Các bố mẹ cô Lanh nói thế đúng không ạ? Nếu mà đúng thì giơ tay lên đúng không ạ? Rồi, khi đấy bắt đầu có những ngôn từ như nào ạ? Nào các con, ngu à? Ngu gì nữa? Dốt, lôi thôi, chữ xấu, luộm thuộm, hư thế, đần độn, láo, ngu si, ốc lợn. Trời, rốt nát. Gì cơ? Học rốt, lười biếng, ở bẩn, lôi thôi. Còn nữa không? Còn nữa không? Nhiều lắm, đúng không? Càng đi học cao thì càng nhận được nhiều cái gì? Lời chỉ trích và chê bai. Thế thì xin hỏi cả nhà mình là có cái cây nào mọc được ở cái nước cống này không? Có cái cây nào mọc được cái nước cống này không? Các bố mẹ ơi, có cái cây nào mọc được ở nước cống này không các bố mẹ? Không, đúng không? Không có luôn ấy. Nên tại sao cái ngày bé cái mặt nó tươi hớn hở như thế, cái ngày bé nó tuyệt vời như thế, nó linh hoạt như thế, nó nhanh nhẹn như thế, mà lớn nó có lù dù, nó chậm chạp, cái mặt nó cứ đần thối ra, rồi bảo nó không có muốn làm, người nó cứ như là không có hồn ấy. Bởi vì nó như thế này đây này, nó như này đây này. Cô Lanh đã giúp cho rất nhiều bạn, coaching cho rất nhiều bạn thiếu tự tin, coaching cho rất nhiều bạn nghịch ngợm. Rồi thậm chí là cô Lanh, trước đây cô Lanh còn coaching những bạn hoang tưởng, tự kỷ cơ. Đấy, thì tất cả ban đầu đâu có thế đâu, nhưng mà tất cả những cái lời chỉ trích chê bai thì làm nên một cái con người đen xì như thế này đây này, một cái con người đầy tiêu cực như này đây này. Thế bây giờ làm thế nào để giúp con mình chuyển hóa? Thì không thể cầm cái cốc này mà đổ đi được, đúng không ạ? Không thể. Vậy thì làm như thế nào? Và đây chính là hành trình chúng ta giúp đỡ nhau đây này. Đúng rồi, chính xác, con cực kỳ thông minh. Một phần quà dành cho bạn này đi nào, rất thông minh. Bây giờ chúng ta cần phải đổ nước trắng vào đây. Nên hành trình chữa lành cho con của mình, hành trình chữa lành đứa trẻ bên trong con của mình bắt đầu là những lời động viên, khích lệ, khen ngợi đây này. Bắt đầu đi ạ, cả nhà mình đi ạ, các bố mẹ cũng đọc lên lên đi ạ. Ơi, con thông minh, con học giỏi, con tuyệt vời, con chăm chỉ, con ngoan ngoãn, con ở sạch, thật thà, đang chăm học,
khiêm tốn, à con dũng cảm, con xinh đẹp, đúng rồi, gì nữa nào? Rồi, mẹ thấy con rất là kiên trì, đúng không? Còn gì nữa nào? À, xinh trai, gọn gàng. À, con bản lĩnh, đúng rồi, gì nữa nào? Tự tin, đúng rồi, con của mẹ tự tin. À, con vuốt keo cho đẹp trai, đúng không? À, nhanh nhẹn, đúng rồi, gì nữa nào? Giúp đỡ người khác, đúng rồi, giỏi lắm. À, yêu thương ông bà, đúng rồi, gì nữa? Năng động, đúng rồi, con của mẹ năng động, gì nữa nào? À, con tự giác, đúng rồi. Con gì nữa nhở? À, con là người sáng tạo, gì nữa? Trung thực, đúng rồi, con trung thực. À, con chữ đẹp, đúng rồi. Con đang học giỏi, đúng rồi, gì nữa nào? Con là con ngoan của bố mẹ và bố mẹ tự hào về con, đúng không? Rồi, bây giờ các con về đội của mình nào. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy cốc nước này làm sao rồi đấy ạ? Chính xác, màu trắng. Chỉ có cách này mới có thể chữa lành cho các con thôi. Chỉ có cách này thôi.